Dạ, bên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay xin trân trọng kính chào quý nhà hảo tâm, quý bà con, quý vị và các bạn xa gần. Còn 10 ngày nữa là chúng ta sẽ Happy New Year, năm Giáp Thìn năm mới. Trong không khí mừng đón năm mới, mình xin kính chúc quý bà con xa gần, quý vị và các bạn một năm tốt lành, sức khỏe, bình an, mọi điều như ý. Hàng năm như vậy tầm cỡ 19-20 tháng chạp thì chợ hoa Tết, cái đoàn lớn nhất ở trên đường Lê Duẩn trước Đại Nội Huế sẽ trưng bày để bà con mua bán các loài hoa đẹp rực rỡ về chứng Tết, chơi Tết. Hôm nay là chiều ngày 19 tháng chạp, bên thấy một số sộp hoa bắt đầu làm láng để trưng bày, khởi động một cái thời gian mua bán sâm út. Tuy nhiên đi trên đường thì mình thấy nhiều nơi đã xuất hiện các cái khu chợ hoa rải rác của bà con ạ. Bà con đã bán như là quật, cúc, rồi mai đào từ 2-3 ngày trước đó. Cạnh và đường Lê Duẩn cách Phú Vân Lâu không xa, chúng ta thấy rừng hoàng mai cùng đơm nhiều búp và nhiều hoa nở rồi đây. Có nhiều cây đã nở từ những ngày trước rồi. Một cái gốc hoàng mai đại lão, nhiều gốc mai đẹp lâu năm được Huế quy tụ về đây, tạo thành một cái rừng mai sẽ tạo nên một cái bầu trời màu vàng vào những ngày Tết. Tiết trời những ngày này rất là đẹp bà con, như Đà Lạt luôn, mát mẻ, không mưa. Rất nhiều cây giò lan rất là đẹp bà con ạ. Bây giờ thì mình xin mời bà con, quý vị và các bạn chúng ta tiến về phía Thuận An, làng Lưu Khánh để chứng kiến một cái sự kiện bà con phương xa dành cho người quê của mình, những người hoàn cảnh, một cái nghĩa cử ấm áp và rất là đẹp, không kém gì các cái loài hoa rực rỡ này. Đây là đường về biển đây bà con. Cầu Lưu Khánh, đi lên một chút nữa là chợ Nọ thôi bà con. Hướng này thì chúng ta về Thuận An còn khoảng 6-7 km nữa. Ngay tại cầu Lưu Khánh thì có một ngôi đình của làng, làng Lưu Khánh. Bóng dáng ngôi đình rất là thân thương, gợi lên những cái hình ảnh quê hương thân yêu. Nhiều bà con phương xa luôn yêu thương căn cảnh trong lòng. Bà con có mặt cũng như là đã khuất của mình và những hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ cả cái hình ảnh yêu thương từ quý bà con phương xa, Bắc Nam và gia đình, gửi cả cái phần quà yêu thương chúc mừng năm mới cho bà con tại làng Lưu Khánh. Mẹ có bán nước uống mẹ, nước suối không? Bán cho con trái. Dạ một. Xong bốn. Vườn hoa rực rỡ sắc màu. Bà con chuẩn bị bán để chơi Tết. Nguyện tộc từ đường. Ông ở làng Lưu Khánh luôn hả? Khánh. Dạ, làng mình có chia hai ông.
Làm mình thì đó thôi chứ. À, thường làm nghề chi? Ra đây thì làm người ruộng thôi chứ. Dạ. Bây giờ đến từ ông thì nghèo khổ thôi chứ. À, hộ nghèo à? Hộ nghèo khổ. Ồ. Ông ở làng từ nhỏ tới lớn hết sao? Từ nhỏ đến lớn. À. Làm mình ngoài làm nông thì còn làm nghề chi ông này? Nông thôi. À, có trồng hoa? Nông thì có người hoa thì hoa. À, nuôi trồng hả? Dạ. Ồ, hoa cúc rất là nhiều. Đây hoa cúc của ai rồi anh? Dạ, của Mù Giống. À, của Mù Giống à? Mù Giống, Mù Giống. À. Ở Giống á. Các bạn tết hết? Dạ. Sầm ba. Ồ, oh, dạ, con chào chú. Dạ. Khỏe chú ha? Lâu ngày quá. Dạ. Rồi, mời bạn vào trong để chuẩn bị nhân co luôn ạ. Dạ. Bên thầy năm nào chú Ly cùng phát quà cho bà con những người khó khăn ở Lúc Khánh. Một bên là luống cải, bên này là luống rau khoai rất là mượt luôn. Đây là nhà của ông nội chú Ly. Dạ. Thành nhà thờ đấy. Nhiều chậu mai rất là đẹp. Thằng ô trồng xanh ấy bạn à, dạ, vô, lên con rau sạch đấy. Dạ. Miền Bắc gọi là cải cúc. Vì cái lạ là giống hoa cúc. Một chậu hoa trên bên trong mất lâu mau chị hả? À, bốn thạc. Một cặp mình bán bao nhiêu? Cặp mà mình bán thì nó quay mình 300 một đêm, lấy đây là 250. À. Cũng có tổng phần. Quay ở mô? Đây trên công vực Phía Dương. Dạ dạ. À. Dạ dạ dạ. Ô con thỏ đấy. Đủ loài mà. À, đủ loài ha. Nhà mình đủ loài mà. Sáng nay bán 200 chậu cho người buôn đấy hả? Dạ. Yeah. Năm ngoái là nghèo luôn. Năm ngoái là nghèo, năm nay bán chắc được hả? Dạ. À. Chị là Lê Thị Giang ở xóm 3 thôn Lúc Khánh. Có thương hiệu không? À, chị làm đi lâu rồi. À, không có tên thương hiệu riêng hả? Không có tên thương hiệu. Làm nông làm theo thời vụ mà. À dạ. À, làm ruộng xong rạch cái nó mới trồng hoa. À dạ. Bên qua bởi lại mà cho mới chứ. Dạ dạ dạ. Dạ, tôi được tên ông Lý là cho vô dân qua tôi đi. Rồi bạn ở mô? Dạ, tôi ở thôn Lúc Khánh đấy. À, nhà như thế nào bạn? Dạ, nhà này vất vả lắm, chứ mù có 50 năm đi thôi. À, bị mù nữa? Tôi bị mù năm 72 chứ mà. Vì răng nữa? Dạ, chiến tranh. À, lúc nữa là bị chiến cái đoạn nào? À, tại bờ sông Thạch Hãn. À, rồi. Quảng Trị, mùa hè đỏ lửa. Thạch Hãn, cái mùa nở ngò thế thảo quá ha. Dạ, mùa hè đỏ lửa đó. Dạ, dạ. Dạ. Rồi bà có biết bạc hiền ở Colorado không? Dạ không. Ồ rồi, có thể bạc hiền ở Colorado hay liên lạc với cựu chiến binh đó. Dạ. Dạ. Không có, chiều ở nhà không đi mua được thôi, chiều anh ơi. Dạ. Mù mà ở nhà chứ có đi mua được không? À rồi bạc tên chi? Dạ tôi là Lê Lập. Dạ, bạc là bạc Lê Lập. Chắc các o các mẹ ngồi đông vui như thế này. Tục lùi rồi thì nó rất cực khổ rồi cũng lo đi mừng ăn rồi ba con cho giúp đỡ rồi đó tốt nhỉ. Mẹ thường làm chi? Dạ, ở gia nuôi ông Dôn. Ông bị chi ông rồi mẹ? Ông bị tai biến đến 6 năm đó chú. Ồ, thôi hết, vất vả. Ba ông ở gia rửa, ba mẹ nuôi, ăn, uống rồi tắm rửa. Làm chi để nuôi chứ? Mẹ có tháng đi bán được 4.000 bông. Bông hả? đi mua bạn. À, tức là mình buôn hoa để bà con cắm Tết. Dạ, dạ, đó. Thường năm có buôn để bà con cùng dạ, quay rồi. Dạ, rằm 14. Rằm 14 này bạn được 4 ngày rồi chú nó. Dạ. Dạ. Rồi đủ trang trải không? Dạ, mừng chi mà đủ chú. Làng mình có chi vui không mẹ?
Dạ, cũng rửa tới hẹn ạ. À, là mình mỗi lần ưa nhậu về hát karaoke là đi chỗ mô? Không, được hát. Còn quả karaoke à? Không. Hôm nay mẹ đi nhận quà mẹ thấy như thế nào? Đi thấy vui vâng rồi. À, dạ. Một năm được nhận quà mấy lần? Dạ, đấy 3 lần. À, chú Lý phát hết hả? Dạ. Ủa chú Lý bữa nay hoàn trạng. Hoàn trạng lâu rồi chú ấy. Dạ rồi, cảm ơn mẹ. Mẹ thương sắp Tết rồi. Mỗi lần Tết thì ở Ninh Minh đây có trò chi vui chơi giải trí mấy? Không biết nữa. Mẹ đánh ba chòi à? Không. Mẹ đánh xì lạc à? Không, không được chơi. Được chơi. Là tiền lên biết không? Một tiền cũng có nữa, cũng chơi luôn. À dạ. Dạ, kính thưa ba con. À, trong thôn Lục Hạnh, thay lời của gia đình ông Nguyễn Đăng Nam, tôi được đại diện là tặng quà cho bà con khó khăn của làng Lục Hạnh và tàn tật. Do đó lời nói trước tiên tôi xin gửi lời chúc trân trọng nhất của bà con đến đây để nhận quà. Gia đình ông Nam và tất cả con cái ông Nam đã hướng về quê hương làng Lục Hạnh thì cũng đôi lời là chúc mừng bà con hưởng một cái Tết hạnh phúc. Thay lời của gia đình ông Nguyễn Đăng Nam và các em, do đó thì bây giờ tôi tiến hành thì bây giờ tiếp tục để phát qua bà con thì bà con đứng ngoài này. Tôi xin đứng này, trước tiên á, là phát quà cho ông Lê Lộc. Rồi anh Lộc. Dạ. Thế thì nhờ. Dạ dạ. Anh đi ra tao với nhà. Rồi còn 200 nữa. Đây là phần gia đình của ông Nam này. Đây. Chú Trần Lê cũng xin cảm ơn gia đình của Nam, gia đình chú Lý. Đây là của cô Trang, cháu kia ông Nam là bằng cầu ruột tặng cho những người mù. Hai trong. Và phạt đi cho con. Xong rồi đi ra đi luôn này, từ từ á. Không có đừng giấy giúp cho gì nữa. Dạ, bây giờ mày năng mày ơi. Ba chú trồng gầy nữa ở bên ngay. Còn có ba trồng gầy nữa. À, nghe đôn mẹ hạt hay mẹ hạt đăng cho ba con bài này. À, hòn được. Mẹ là chưa mẹ không biết cái chi mẹ hạt hết. À. Mẹ có đi dựng qua, thì năm ba bụng dạc. Có ho hề, có ho ru con được. Dạ không. À. Cũng có. Mẹ có con luôn. Giờ mẹ ở một mình thôi à? Phải. Ồ, ở xa gần đây. Về ngoài đi. Giờ già nhà vườn rồng không? Rồng. Có nuôi gà không? Gà vịt tính gọi. À. Bao gạo ni mẹ nhận về ăn lớ máu. Thì tháng. Một tháng. Một tháng à? Ừ. Dạ chú, ngon ha, con chúc mẹ khỏe mẹ ha. Dạ, dạ, dạ. Vâng, con xin cảm ơn. Dạ. Qua này là không phải qua của cậu này, qua của gia đình ông Nam đấy nè. Dạ, chắc ra để con nhận lại. Thưa đại gia đình Bậc Nam,
Tôi cũng là thay mặt đại diện cho bà con ở làng của mình là Lưu Khánh. Thì cứ hàng năm mỗi lần xuống đến thì là quý trong gia đình của bậc nam đã có lý quệ, lý quê không lý tổ, đã nhớ về quê hương, cội nguồn, đã thương những bà con ở trong làng của mình đang còn vướng đến cái cảnh là nghèo khó, bệnh tật. Cho hôm nay là đến thương nắm đến cái Tết thì bác gia đình của quý bác cũng đã có cái phần quà là gửi về giúp đỡ cho bà con ở làng Lưu Khánh có một món quà để là cùng chúng vui trong Tết, đón xuống trong Tết của bà con. Thì đã thay mặt đại diện bà con trong làng, tôi xin thành thật là gửi lời chân thành cảm ơn là đại gia đình của bậc nam và bà con ở Mỹ. Sau nữa là qua thêm năm mới, xin chúc đại gia đình bậc nam là bình an sức khỏe, vạn sự như ý, con cái làm ăn phát đạt, càng ngày càng đi lên. Xin thành thật cảm ơn. Dạ hay quá. Tặng quà cho bà con nghèo tàn tật ở làng Lưu Khánh thì bao nhiêu công đức của ông Nguyễn Đức Nam đó, xin lấy phần công đức đó để tạo lên cũng lên cho ông bà. Con xin thay lời của ông Nguyễn Đức Nam và các em, lời ông nói mình làm những cái việc thiện công đức đó xin cúng dường lại cho tổ tiên, cho cha mẹ, cho ông bà. Con thay lời ông xin cáo biệt tổ tiên con nhà miền Nam. Dạ con cảm ơn thầy nhiều, cảm ơn ba con. Dạ. Chúc chú thím khỏe.